không dài dòng thêm nữa, bởi vì chúng ta đã quá hiểu nhau rồi đúng không ạ? Mời chào một tay cùng chào đón Hoài Lâm. Thường là chị lên đây là chị lúc nào cũng cầm cái mic cho ca sĩ, là chị đi xuống ngay thôi à. Nhưng bây giờ có mình mic của MC thôi, cho nên là trước khi mà bắt đầu á thì chúng ta hãy cùng hô vang khẩu hiệu quen thuộc nào. Lâm đã trở lại và lại không xa. Wow. Em có nhớ là em đã nói câu này vào dịp nào không? Chị mình có lỗi nào hả? Tập trung mà mỗi lần khi lên sân khấu này rất là tập trung, nhưng hỏi cái gì mà về quá khứ tôi có lại hỏi về quá khứ em nhớ đúng không? Bây giờ em xin nhắc sơ nha, tất cả các bạn cũng đã nhớ rồi à, đó là vào gì lúc học và... đúng chính xác, nhờ gửi câu đầu cho nên mới nhớ ra, và chính cái câu nói của em vào ngày hôm đó để trở thành thương hiệu của các bạn fan Hoài Lâm thành phố Đà Nẵng. Và bây giờ cứ đi đâu là Lâm đã trở lại và lợi hại hơn xưa. À, thật sự cho Lâm nói tí nha. Bởi vì Lâm trở lại này cũng chưa hẳn là chính thức đâu, nhưng mà nhưng mà chắc chắn với quý vị là khi mà Lâm đã chính thức và đã có những dự án chắc chắn thì chắc chắn là quý vị sẽ rất là bất ngờ và mong là quý vị sẽ chờ đến đó và để xem điều gì sẽ xảy ra. Và lần trở lại này thì Lâm đang muốn là cảm ơn khán giả, cảm ơn vì những tháng ngày qua đã cho Lâm rất là nhiều tình cảm, và Lâm không biết cảm ơn như thế nào. Mình lặng lâu quá và mình cho mình nhiều quá thời gian đó thì mình cảm thấy là mình hơi bị ích kỷ, cho nên là khi mà khán giả còn muốn Lâm hát thì Lâm vẫn còn muốn đứng trên sân khấu và hát cho quý vị những cái gì mà quý vị mong muốn. Và cái tình thương đó về Lâm xin cảm ơn rất là nhiều về những tháng ngày qua quý vị đã cho mình Lâm. Và bây giờ thì MC phải đi xuống à. Mời chào một tay cho MC được không ạ? Cảm ơn rất nhiều những cái khó lại cho Hoài Lâm. Cảm ơn nào gặp chị MC đây. Dễ thương này. Em không dám khen rồi.